Sáng ngày 3 tháng 10, người dân khóm 7 phường 2 thuộc thành phố Vĩnh Long phát hiện một thi thể trôi sông. Sau đó, trình báo đến cơ quan chức năng và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Qua tìm hiểu, được biết, cụ bà tên Lành, 65 tuổi, thuộc địa phận nói trên. Sau khi ghi nhận được thông tin, anh em tìm đến để tìm hiểu về các câu chuyện. Thì câu chuyện như thế nào? Sau đây xin mời quý bà, cô chú, anh chị em mình cùng xem video để hiểu rõ hơn về câu chuyện ạ. Chào chú ha. Thì cái hoàn cảnh của nghe nói mẹ của anh mà ra đi vậy là khó khăn đó, thì mấy em đến đây để tìm hiểu về câu chuyện của bà ra đi là như thế nào, chứ thứ hai mấy em được biết gia đình khó khăn là như thế nào để biết đường mấy em tính được trợ giúp á anh. Dạ. Là bà ra đi sao, ra đi mà liên quan về con sông anh? Dạ mẹ em cũng bệnh đó, rồi bắt đầu quá buồn khi nhà không có đơn chiếc, không ai lo cho mẹ em á. Rồi quá sáng qua nó hồi đầu giống là chết mà sống không nổi đâu. Nó bà có gì đâu mà chết mà. Bắt chăn chói hả? Dạ bắt chói. Là chăn chói trước cái ngày ra đi này là mấy ngày rồi? Có ngày à, đi ngày đó à? Luôn dạ. Rồi cô ra đi hồi lúc nào? Đi hồi 2 giờ khuya á. Khuya à, hồi sáng này hay là hồi nào? Khuya hôm qua. Hôm qua? Dạ, đêm 30. Qua là 30 tây phải không? Là bà... À, hai tây. Hai tây. Dạ. Phía hai tây. Như đêm một tây, sáng hai tây. À. Là cô ra đi ở đâu anh? Dạ, ngoài bờ kè, ngoài phường 2, ngoài đây. À, cái sông là mấy em chạy ngang thấy ở ngoài ngoài đúng không? Ngay đầu đường ngoài luôn. Ngay à, cái sông nó nước chảy cũng xiết ha. Dạ. Ủa sao mà dạ. Giữa phía mà bà đi đâu ra ngoài mà... Em cũng biết. Thường quá ít có đi lắm. Mà bữa đó bà ăn nó bà cháu vậy rồi không biết sao mà nó buồn hơi lắm sao. Rồi gia đình mình không biết là cô buồn như thế nào hả? Dạ. Bà bệnh á, nhiều khi bà mắc ngủ. Mấy bữa em mua thuốc ngủ cho bà uống, bà ngủ được. Cái bữa đó hết thuốc mà em thấy bà tỉnh queo à. Bữa đó bà ăn đầu sáng nhà cho ăn đồ tiếu, trưa em cho ăn tô phở, chiều em mua ấy vợ nấu tô cơm với canh chua đồ lên, bà không chịu ăn, bà nói hồi dám không ăn đâu, dám thật chết mà, nói bà phải ghê rồi chết gì, ăn đi mà nói gì đồng bậy bà, rồi đó em cho ăn xong em đi về, em về nhà em là khoảng 4-5 giờ phi sáng, nhớ em nó điện nói mẹ phải đi đâu mất tiêu rồi. Em nói sao nhà không đóng cửa mà để cho bà đi không hay sao. Nó ngủ trong phòng không biết. Dạ, tá quả ra 4 giờ mấy sáng mấy ấy ha. Dạ, mới đi kiếm. Mới hay là mất tiêu bà. Dạ. Là kiếm trong ngày đó không gặp luôn hả? Kiếm nguyên đêm nó không gặp luôn, rồi sáng này mới đi kiếm nữa. Là lên tới phường 9 bệnh viện đồ kiếm là người ta báo rằng bạn làm trong báo nói mẹ ông vớt lên rồi. À, vậy là mới biết là bà đi xong. Dạ, mới biết bà xong mà em cũng nghĩ là mẹ em vớt xong rồi. Tại là phải sao bà đi là bà về, bà đi vòng vòng chợ Long Châu đồ là bà về, bà không có đi đâu xa. Kiếm hôm qua, nguyên ngày qua chứ không có. À. Còn chú bên đây là làm sao với gia đình hả chú? Tôi là tình lành với xóm. Dạ. À, tôi là tổ trưởng coi ở chỗ này. Dạ. Thì tôi nói có làm sao tôi nói vậy. Thì gia đình này rất đơn chiếc, rất khổ. Cái nhà này nhà đường không phải là gia đình lấy đồng tiền của gia đình ra cắt. Tính tôi ký tên là nhà nước hỗ trợ là tiền ở các nhà này. Nhà tình thương. Dạ. À, là trong hẻm này có căn nhà nhỏ bằng tường này là do hỗ trợ cắt. Hỗ trợ các nhà nước cho tiền cắt. Dạ. Thì ông chồng thì có tật là lãnh tiền khuyết tật là đi bán vé số. Chú đi bán vé số. Rồi bà chị mất này đó là đi lượm cha trai.
Dạ. Thì thời gian sau này là chỉ bệnh nhiều quá, gia đình này đơn chiếc là ăn bi bu vào sống, là không lo cho chị, là từ cũng ăn nó uống là chua toàn. Thì đó lâu có con trưởng này nè về là lo cơm nước bọng với đồ ăn uống. Chiều ở đó là nghe rằng này nói lại là chỉ chối rồi chối chết. Thì sáng ngày hôm qua thì thằng con trai trưởng này phát hiện ra là 4 giờ mấy sáng là mẹ đi mất rồi. Thì mới báo tôi này nọ, tôi nói bây giờ đi kiếm vòng vòng đi, chỉ đi vòng vòng đó chứ đâu. Lúc đó chị á là không còn trí nhớ nào chứ đi á rồi không biết đường về, lúc nằm bệnh viện vậy nữa. Chứ đi qua phòng chỗ khác là chứ về là không biết đường về luôn, có dẫn về. Rất khổ lắm. Thì bà nói vòng vòng kiếm đi, và sáng này á là tôi cũng làm cái hội từ thiện là bên Không Đồng, từ bên Mùa Tịnh. Tôi đi xin tôi cho cái hòm ở bên phường 3. Thì nghe phát hiện là vợ tôi nói anh ơi, bà Chính nổi ở xóm mình rồi. Tôi mới chụp xe tôi chạy về. Thì tôi mới dớt lên. Thì không, công an không cho đem vô, tôi mới đem vô này đi, chỉ có nhà có cửa. Đâu ai giết chị đâu, ai thuốc đâu. Thì công an muốn gì thì vô trong này. Chứ để dưới nằm dưới nước là lạnh lẽo quá. Với nắng lên nữa rồi nắng nôi lắm tội nghiệp. Nói khổ thúi. Đó, tôi mới đem về cho nằm đây. Thì mới xin hòm cho. Là bên chính quyền có khám nghiệm không chú? Để chính quyền vẫn lại đây. Nhưng mà gia đình nói hiện tại bây giờ là mẹ tôi á là không ai giết hết, là tự là kết liễu rồi, không có cho mẫu thẻ, là gia đình mới nói là tờ cam kết ra này không có thiếu nợ nữa. Dạ. Rồi về sau và chính quyền muốn làm hồ sơ bổng này nọ rồi mới về. Vậy là không có khám nghiệm luôn ha, không ký cam kết là cam kết. Dạ. Là biết về bà chị này đó là không ai nói là tự ba kết liễu. Rồi cô chú là ở có cái nhà này thôi, rồi anh này là ở riêng hả? Dạ, anh muốn nhà trọ dưới đây. Tại khi em đi bán sớm rồi sợ giật mình nó ngủ không được, 4 giờ em đi rồi. Rồi anh có mấy anh chị em? Có 3 anh em mà chết, thằng em rồi còn có 2 anh em. Còn 2 anh em? Dạ. Em mà không phải ở chung cha mẹ ha? Dạ, lúc trước em ở chung, sau này em buôn bán rồi mới đi riêng, ở riêng. Mới ở riêng mấy tháng này mà chết. Làm sắp tháng à. Tổ chức đám tang là nghe nói là bên chú là lo hòm với áo quan cho Không Đồng luôn đó. Cho Không Đồng hết. Là nó tóm lại là khi mà đem chỉ về đây rồi á là mua đồ đạc là không có đồng bạc nào. Là gia đình không có tiền gì. Sống góp đồng bạc nó hết, gia đình là sống xuôi rồi mà sớm ghiền hỗ trợ tiền để đi mua nhang khói trái cây bông hoa. Dạ. Chứ như bây giờ hiện tại vô gia đình đó, không còn đồng bạc nào chứ. Không mà tôi tình đã có sao tôi nói vậy mà. Em bệnh sơ gan 3 mấy năm. Gia đình này có khổ. Bà rồi qua tiểu đường nữa. Mà chú là đi bán cái số, cô thì nhặt ve chai. Dạ. Mẹ em giờ đi không nổi. Cô là năm nay bao nhiêu rồi anh? 65 tuổi. Thôi 85 tuổi. 65. Dạ. Chú 73. Dạ. Vậy là mới mốt là chú ở của mình anh căn nhà này luôn. Dạ, ở với nhỏ em, với em gái, với 2 đứa cháu. Rồi em gái với mấy cháu đồ lớn chưa, có đi làm kiếm tiền gì được chưa? 2 đứa cháu đang đi học. Còn đi học? Dạ. Là người em của anh? Em thì làm ở công ty trong Tỷ Sưng, Bò Phú trong. À. Cái nhà nhỏ gì đó ha? Dạ. Giờ đây cái chiều dài có 8-9 mét gì vậy? Dạ, 8 mét. Vậy là phát hiện cô nổi lên hồi sáng ha? Dạ, hồi 9 giờ sáng. Rồi mấy giờ mình nhập quan? 12 giờ. 12 giờ trưa, vậy là mới đây mà. Mới nhập đây. Rồi chừng nào mình động quan á? Dạ, tới mùng 4 mình còn ngày không được, đã tới mùng 4. Mùng 4, bữa nay mùng mấy rồi ta? Mới mùng 1 mà. Mùng 1 7 giờ sáng ngày mùng 4. Vậy được 3 ngày nữa. Dạ. Từ cái ngày mà cô mắc rồi mà tới 3 ngày nữa là tính ra là 5 ngày. 5 ngày. Ngày. Bà đây 4 ngày. 4 ngày. Ba đêm bốn đêm. Wow. Thấy này chú à? Dạ mấy con chào chú ạ. Ghê. Ngồi bật á. Chú qua ngồi bên kia. Bên kế anh á. Chú 73 tuổi nha. Nhưng mà vẫn còn đi bán vé số ha. Sát vô chú. Sát vô anh trai kìa. Sát vô.
chú hay cô mà mắc buổi tối đó mà mình đi kiếm là lúc mấy giờ chú? Tôi thì thường thường là 4 giờ tôi đi dậy để tôi xuất nguyện, tôi uống cà phê, tôi cứ lấy giấy số tôi bác. Dạ. Nhưng mà khi tôi thức dậy thì thấy bà đầu mặt tiên, con gái nó mới là bà đi đâu thì tôi kiếm vòng vòng không thấy. Em nó mới điện cho thằng bắt đi kiếm bà, tôi cũng trả giấy số lại, tôi mới đi kiếm bà luôn. Tôi chạy vòng vòng nguyên lấy xe đạp đi vòng vòng ở thị xã này kiếm không thấy. Đó, rồi tôi mới đem tôi trả giấy số lại. Rồi chồng sớm nó nói thôi bây giờ ông đi sáng ông đi lên bệnh viện là bữa nay nè. Tôi mới đi lên bệnh viện thành phố á. Tôi vừa lên trển tôi vừa về đây là nghe nói bà đem vô xác mà vô đây rồi. Thì tôi chạy vô công an với lại phường xuống lập biên bản á, làm để hỏi có mổ không, nó ấy là tôi nói cái này thì cũng bà con không thì bà kia không ai giết hả, tự nghĩa là cái xu khiến ai dẫn bà đi mắc. Nói sự thật là mấy bữa trước bà có nói với tôi, nói ông bây giờ tôi đi bán với ông, tôi nói chờ bà bệnh con gái nó với con trai nó đút cơm cho bà ăn mà phải đi đâu đó. Thì bà nó tôi buồn quá đi. Cái thằng con này là nó mới đem lên một hộp cơm. Nhưng mà bà không ăn, bà lấy cái hộp cơm này đem vô trong cái nồi cơm điện đó, bà mới đẩy lại, bà mới chờ tôi về tôi ăn cho bà không ăn nữa. Thì người ta mới cho tôi một hộp cơm, mua 10 tấm giấy số chứ cho một hộp cơm là 2 trứng một vịt với đồ ăn. Thì tôi để trên bàn, nó đi làm nó mới chạy về. Nó hộp cơm của ai, người ta cho, tao mới đem, tao để trên bàn đó. Thì chưa kịp ăn rồi, nó mới đi về, thì tôi nằm ở trên cái võng. Tôi mệt quá, tôi nằm ở trên cái võng. Họ mới lấy mấy trứng ngục vịt thì bà để trong. Cơm bà để ra cho chó, tôi nói trời ơi, người ta cho tôi chưa ăn mà đem cho chó ăn. Bà nằm thân. Đó. Thì là cái giấc chiều bà mới nói ông đói bụng không, tôi nói đói. Thôi bây giờ bà xuống lấy tôi gói mì, thì bà lấy gói mì cho tôi. Tôi nấu tôi ăn, ăn là 5 giờ tôi bán. Bà nói với con gái, bà nói mày không có cơm nước nào, ông ăn, ông đói, ông đi một chết dọc đường. Bà nói chung bác bệnh mà không bác còn nhịn cho tôi ăn nữa. Dạ chú cho con hỏi ơi, thì khi nãy chú có nói là trước đó là mấy ngày trước bà cô có đòi đi bán chung với chú. Nhưng mà sau lại thì cô nói là cô buồn quá, thì lúc đó chú có hỏi là cô buồn về vấn đề gì không chú? Thì bà nó không có tiền. À là không có tiền cô buồn ha. Tôi mấy bữa trước nó thiệt, tôi lấy 1.000 với 2.000 đừng cho nhiều, tôi cho bà chừng có 30.000 đừng cho bà vui. Thì cháu ngoại nó nói bà đâu có xài được, cho con đi. Tôi nói không được, cô bà là để cho bà. Rồi bà đếm xong là bà có cái kim tay rồi chứ. Ba dài, ba sợ con nhỏ ấy. Đã tới mà biết vậy đó. Với 1.000, 2.000 đó là chú để dành hả, như thế nào? Tôi thấy bà nó buồn quá, mình cho đừng cho bà nó vui rồi. À. Chứ còn bà cũng đâu có xài đâu. Hàng ngày chú đi bán với số là chú kiếm được bao nhiêu đồng lời? Hàng ngày là bán con 100 vé hả chú? Dạ. Nhưng mà trong 100 vé hay mưa là chết rồi. Tại vì giờ không phải là người ta bán nhiều lắm. Tại nhiều ông già mong giúp thôi.
Còn mấy ta trẻ tin là gái vô đưa cái nó mua cái này. Nó sự thật là cũng mấy người già cả rồi mấy cô cũng thấy tội nghiệp. Có nhiều khi tôi đi bán rồi có kêu vô, có kêu cơm ăn, ăn đi rồi bán tiếp. Dạ. Rồi tôi bán từ 5 giờ chiều á đến có bữa là từ 8 giờ hay hoặc 9 giờ tôi mới về đây. À. Sáng là 5 giờ tôi đi bán tới 3 giờ tôi mới về. Rồi cô mất rồi mới mất chú, còn mình anh cũng tiếp tục đi bán vé số để sống hả chú? Bán vé số chứ nghề gì đâu. Rồi con chú thì lo cho hai cháu nhỏ kia. Dạ con kia nó bị tâm thần hả? Trời ơi, ai? Con gái nè. Con gái ruột của chú hả? Dạ nó là bị. Có hai người con á hả? Dạ nó bị mà nhà nước bây giờ cho nó là 720 á. Nó nuôi hai đứa nhỏ đi còn đi học. Còn anh thì nãy đi làm ăn buôn bán khá giả không? Nuôi cha được không? Thất nghiệp luôn hả? Dạ. Anh có mấy cháu rồi? Dạ em không có. Không có. Dạ. Chỉ có hai vợ chồng thôi. Dạ. Rồi thì hồi đó giờ do đó là chú với cô là tự bản thân hai người lớn tuổi là làm để kiếm tiền sống riêng cá nhân. Dạ. Mà đôi lúc chắc có lo cho cháu không chú? Thì cũng có lo. Tại người mẹ nghe nói là bị tâm thần rồi có lo được cho hai cháu không? À, cháu thì nói chung mình nhà nước người ta cho gạo đồ thì mình nấu ăn hàng ngày thôi. À. Tôi đi là người ta cho gạo, rồi hay. Người ta cho đồ ăn, đồ có khi con trai về, tôi đem về. Đó. Dạ, rồi hai cháu lớn chưa chú? Dạ, nó năm nay học lớp 8 đó. Với đứa hai đứa còn đi. Đứa nghỉ rồi anh, đứa nghỉ rồi. Đứa lớn là còn đứa nhỏ. À, hai đứa đi học. Gái mặc đồ đen đó ha. Dạ. Hai đứa này đi làm. Mới sinh vô. Mới sinh vô đó. Mới sinh thôi. Dạ. Còn một đứa thì còn đang đi học. Người... Ủa chị em con đâu rồi? Con mới xin việc gì làm? Dạ con mới làm bên tỉ sân với mẹ. À. Ghế ngồi con. Lấy ghế cho nó. Ghế chưa? Gia đình cũng rất là khó khăn ha. Từ ông xuống tới cháu luôn. Nhà lấy cái ghế cho. Nhà nước cho tiền. Dạ. Nãy nghe nói cho 50 triệu để cắt hả chú? Dạ đúng vậy. Rồi mình cũng có bù vô chút ít ha. Dạ. Chút ít mà bây giờ cũng... Dạ chú cho con hỏi thêm ha. Thì như sự chia sẻ của chú là được biết là người con gái của chú bị căn bệnh gì đó, không có đi làm được. Bên cạnh đó trước đó thì em gái này chưa đi làm mà phải hai đứa đi học. Thì vì con hỏi là về cái việc mà sinh hoạt tiền bạc đó thì vấn đề từ đâu, nguồn tiền từ đâu hả chú? Thì bây tôi thì lâu lâu tôi mua gạo. Dạ. Gạo thì nhà nước dân người ta cho cũng có thể tạm đi. Còn cá mắm lâu lâu tôi mua một lần, chứ lấy cái đồng lương của tôi với đồng lương nó đó, lương tôi có 360 rồi. Dạ. Còn nó được 720 cũng sống qua hàng ngày. Dạ. Có nhiều khi bữa bán mà nhiều á thì mình là mua thịt hay cá khô gì đó. Dạ. Ăn lâu lâu á phường nó mới cho số hồ mèo đó, nó cho quà cái 10 ký gạo hay là 5 ký gạo gì đó. Dạ. Rồi còn về việc mà tiền trường với lại tiền mà cho mấy cháu nó đi ăn học á, ăn hàng ngày á. Dạ tiền trường thì tôi cũng người ta xác nhận gia đình hộ nghèo á. Dạ. Là cũng có cho giảm. Dạ hiện tại thì họ có hộ khẩu hộ nghèo ha. Dạ. Coi như là giảm với cái Trần Duy Nghĩa gì đó chú. Dạ học bổng với học phí đồ. Dạ. Mới cho nó chiếc xe đạp. Trước khi cô ra đi gì đó cũng có chăn chó với chú đòi ra đi trước chú không hả? Dạ bả thì bả không, chứ không... đi chết trước hay không mà bả nói với con tôi, chứ là bả không nói với tôi. Dạ. Bữa đó là bả kêu tôi hỏi ăn cơm ăn mì không thì tôi nói ăn, bả lấy gói mì đem ra tôi nấu tôi ăn. 5 giờ là tôi đi rồi, cái thằng này nó đem cơm lên á thì phải nói gì mà chết chóc thì tôi không biết. Dạ chú nhớ cô hay vậy thì nhắc lại gây nước mắt luôn rồi. Thì bây giờ bà cũng nói chung
có số quá rồi, có bệnh năm nay 30 mấy năm, chứ tôi dần dần đây là đất của tôi nói thiệt với chú, mà bán để mà đi trị bệnh, bán đi ra tới ở ngoài biên hòa về hai vợ chồng còn có 1,200 đồng bạc, người ta chỉ rồi đi xuống thuốc sốc răng nữa, ba bệnh sơ gan nữa chú, rồi đi nằm ở trên thuốc ở trên Bắc Lê Dù là mấy tháng trường. Hồi đó con nhỏ này nó có 10 tuổi mà tôi chạy tôi vừa ôm sau lưng đó. Tới bây giờ thì có số của bà nó sống tới bây giờ là cũng là phước đức lắm rồi, chứ người ta là chú cũng chăm sóc kỹ lắm rồi đó ha. Trời ơi, tôi nói là nói thiệt với chú, vợ tôi nó hiền lắm, con cái từ bữa nào không bao giờ nó làm nó gìn dụng có thiệt, cho nó gỡ được con 1,000,000 tiền ngân hàng mà nó bỏ cũng như là nó góp tiết kiệm, rồi nó cũng mua đồ ăn chung với tôi, nói chung hầu nó đi lượm ve chai da chai đó, rồi giữa tôi với nó cộng chung chứ không phải là riêng về tôi mà lo hết đó. Mà rồi người ta thấy thương á, người ta cho tiền nó dạ, hoàn cảnh á, với hộ nghèo nhà nước hỗ trợ các nhà cho ha. Dạ, hộ dạ. Nghèo thì nhà nước mà lâu lâu mới cho được 10 kg gạo thôi, còn tiền á thì tôi là nói thiệt có thêm tôi, người con bị bệnh tâm thần dạ, nữa. Như tôi là thương với Vinh của họ cái đồ cũ. Dạ. Dạ thì mấy ông mới cho được 400 mấy đó. Bây giờ hiện bây giờ là 400 mấy tiền. Vậy là trước đây là cô với chú, thì chú là bán vé số còn cô nhặt ve chai. Dạ. Thì bên cạnh đó là cũng như chăm lo cho một người con gái bị bệnh. Dạ. Rồi thêm hai đứa cháu ngoại nữa. Dạ. Dạ thì lúc đó thì trong cái việc mà mưu sinh kiếm sống hàng ngày đó là cái đồng ngân mình có đủ chi tiêu cho hàng ngày không chú? Cũng không đủ chú ơi. Dạ. Có thiệt bây giờ mượn người ta 2,3 triệu ở bên này. Hồi nãy con nghe cái chú tổ trưởng nói là khi biết cái mắt rồi về đây là trong nhà không có các bạc nữa, đúng không chú? Dạ đúng rồi, người ta đem lại cho mấy trăm ngàn. Dạ. Bên này cho 500 rồi sách gạo rồi mì rồi đem lại cho. Dạ đem để làm đám này ha. Dạ. Dạ. Người ta đem lại liền rồi đó. Có ông tổ trưởng cũng lo hết mấy cái phần tang lễ rồi cũng đỡ rồi một phần nào ông, rồi. Ông đó thật còn không nói gì nhưng mà người ta thấy, người ta dạ. Thương gia đình có bà bên này nè, bà đem bà cho liền. Dạ. Ông công an đó là ông cho tôi 300 mà tôi đưa cho con tôi nó giữ để nó lấy. Công an mới lập biên bản á. Dạ dạ. Cũng nhờ ta đi tính khám đó nhưng mà ta thấy gia đình chú khó khăn quá dạ. Người ta cho luôn ha. Dạ, Nguyên quá Phượng, tốt. Nguyên Phượng là biết hết trơn. Biết gia đình chú là khổ ha. Dạ tôi đi tới từ 5 giờ sáng mà đến 3 giờ thì nghỉ cái gì thì nghỉ một chút. Dạ chú. Dạ bớt xúc động chú ơi. Đó giờ chú cũng làm nghề bán vé số không á, trước đó chú dạ, có làm gì không? Đương ba cần xé bây giờ thất nghiệp. Đương mấy cái cần xé bằng che chút đó ha. Dạ, giờ thất nghiệp mà tôi chú biết không? Dạ vậy mà tôi đẩy nó quay trên truyền hình là tôi đó. Dạ, chú có từng lên truyền hình rồi. Dạ. Là cuộc sống khổ cực á. Dạ, nó quay ở trên đài truyền hình Vĩnh Long này nè. Dạ. Nếu mà tôi không uống thuốc là con vợ tôi không có mắt rồi. Tôi nằm cái giỏng đây nó mở cửa là tôi lấy rồi. Chú cũng nói xui ha, tại chú mắc uống thuốc là ngủ ha. Mua ra uống thuốc, 4 viên thuốc mà bạch tật ở bên Hà Hoàng nó bán nó cho uống thuốc ngủ nhiều quá. Tôi ho, ở đó tôi mới ho. Ừ, ngủ quên. Chứ không thôi thì cũng đâu, nó cũng đâu có đến đổi mở là tôi biết rồi, mỗi bữa nó đi tái tôi cũng biết nữa. Dạ. Chuyện đã dĩ lỡ thì chú ơi thôi bây giờ mình đừng có tự trách bản thân mình nữa. Bây giờ chú cùng với mấy anh với mấy chị trong gia đình đó thì để mà cố gắng làm cái đám tang cho cô cho hoàn hảo cho xong ha chú. Dạ. Dạ mấy con cũng được sự giới thiệu á, thấy được hoàn cảnh của chú cũng khó khăn và đến đây cũng có tìm hiểu và cũng cùng với chú tổ trưởng cũng từng chia sẻ về hoàn cảnh của chú xưa tới giờ khó khăn chứ không phải là mà lúc mà cô mới mắc này mới khó khăn đâu. Dạ.
thì con cũng có ít quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân, thì con cũng trích ra chút ít để con gửi cho gia đình được làm tang lễ cho cô đỡ hơn nha chú. Dạ, thứ nhất thì cao hứng mình xin trích quỹ thiện nguyện của chị Phượng ở Đan Mạch 1 triệu, thứ hai là của chị Út ở Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu, thứ ba của một em gái giấu tên 500 ngàn, thứ tư là của chị Phương Dung ở nước Úc 500 ngàn, thứ năm là của chị Hoàng và cô Tùng ở bên Mỹ là 500 ngàn, thì tổng số 5 người là được 3,5 triệu. Con xin chào đến chú nha. Dạ, 7 tờ 500, 3,5 triệu nha chú. Anh trai kiểm lại nha. Anh đếm lại cái này, đếm đi. Thì đây thì cảm ơn mấy chú giúp đỡ gia đình lo đám tang, bây giờ tôi cho nó hoàn tất. Thì nói chung cho bà con mà biết để mà giúp đỡ thôi, chứ mà tôi cũng không biết nó cách làm sao mà ấy. Thì cảm ơn mấy chú. Dạ, không có sao đâu chú. Đây để mà mình xác định rõ ràng hoàn cảnh của gia đình. Chú mới mua thuốc về hay gì ạ? Dạ, mới mua thuốc về. Thuốc của chú lũ hàng tháng hay là sao? Dạ không, tại nó ho với nó sổ mũi. Dạ. Cho nên uống nhiều vô. Dạ. Rồi mấy con trước tiên thì cũng đến đây để xin chia buồn cùng gia đình của chú với anh ha. Dạ. Thứ hai thì em cũng trích một ít quỹ đó gửi đến gia đình đó, thì cũng một phần nào bớt khó khăn hơn ha. Dạ. Dạ. Chú cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ. Cũng lớn tuổi rồi. Dạ, cảm ơn chú. Mấy con cũng cầu mong cho cô cũng sớm mà được siêu thoát về với đất Phật ạ. Dạ. Tôi có ý kiến là trong chứng kiến hiện tại về cảm ơn là trong nước và ngoài nước. Tôi tổ trưởng câu chuyện này thì mình thấy gia đình nhà tường mà giàu thì thật là nhà nước hỗ trợ, do tôi ký tên là mới được tiền để cất nhà. Thì bên đây tay làm hầm nhai mà nhai không nổi, có tiền đâu mà nhai, lụm da chai bán giấy số ế ẩm đó. Khi mà chị ba bị bệnh rồi sau này mới nói ra, nói là không có tiền thuốc men mộng này ăn uống thất thường, tại con á, đi làm bươi vào đâu lo cho mẹ chu toàn được. Thì mẹ phải nghỉ quẩn rồi á, nghĩa mấy cái như vậy. Thì ông chồng á thì bán sớm với số, khi bán được thế là không được, đâu phải mỗi ngày bán được 100 tờ đâu. Dạ. 20 tờ khi nào mà chúng á, khách mua cũng được 100 tờ đem về được 100 mấy để xe chở gia đình. Thì bây giờ tôi cũng thay mặt gia đình để cảm ơn là trong ngoài nước, và cảm ơn là mấy chú là phải rất đến đây để chia buồn rồi hỗ trợ ra số tiền này để ra xe chở trong gia đình đám tang. Thì tôi rất cảm ơn nhà của mình. Dạ không có gì đâu chú ơi. Dạ, chia sẻ với nhau mà để cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Dạ dạ, xin lớn sức khỏe nha chú. Em bà dâu, em xin cảm ơn trong nước và ngoài nước và mấy anh YouTube đến đây hỗ trợ cho gia đình em rất cảm ơn. Dạ em rất cảm ơn. Dạ, chị là bà xã của anh. Dạ, dâu. À, dâu quá ha. Dạ, cuối cùng thì Cao Hớn cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân cũng như quý khán giả luôn đồng hành cùng mấy anh em đến những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ.